I am the. Welcome back to my canal. Dimension opens. Now, I'll let my. Grow up, grow strong. This, you have no idea. I see ya. Nghìn chín năm cơ anh em, chín năm nhiều phết chứ nhỉ, chín năm một ulti của floor rồi. Được anh em ơi, chơi tạm, chơi tạm mấy con này một chút cũng được, cứ giữ một thôi. Ui nhiều floor thế. Hên xui em ơi, hên xui mới thắng được trận này. Hai lần rồi ulti này. Đau phết đấy em. Này còn liềm nhưng mà cũng không ăn thua đâu. Em có ngọc đại thì chắc là mình sẽ hơi thiên về hắc ám một chút, nên là mình sẽ bỏ túi thôi nhỉ. Ba con là lấy được Noman này. Nhưng mà tầm này cũng không cần Noman nữa ta. Bây giờ mình cần một con gì đó hai anh em ơi. Cần con gì hai cũng được. Con Amelie 2 là một con gì đó hai. Rat 2 hay sao đấy. Dashi ulti chết của đôi này. Ui giời ơi, Dashi gánh anh em ơi. Trường hợp không thể nào ngờ được. Dashi biết gánh tim. Yon là con cọc đại rồi, không thể đánh Yon lắm nhỉ. Lan này, chạm cả tụi này. Dồn hết ở chỗ này thôi, xong con đang Dashi ulti hết rồi. Mong là vậy. Khả năng cao mong là vậy. Ulti quả hơi xấu anh em ơi. Ui em ulti kia kìa. Hai anh em ơi, chấp nhẹ cái liềm đi. Eyes like an angel, his heart is cold. Operator. Chẳng phết anh em ơi. Ta suy nghĩ giữ chuỗi thắng cho mình. Gánh đam phết đấy chứ. Gần bằng Quy Lan. Quy Lan quẹt được nhiều phết nhỉ, cho Quy Lan tí đồ đi. Ngồi trong Dashi hay cho Quy Lan trong Dashi nữa. Theo con này nó đứng ở dưới tầng dưới nó không mất máu nhiều đâu. Cho Quy Lan trên nó mất máu nhiều. Hồi lại. Eyes like an angel. Đi vào hết đây cho nó dồn vào con mắc này nhé. Cần thì mình sẽ bán một con rat đi hoặc là một con meta sao đấy. Cái này ulti không đẹp rồi anh em.
Không kì. Ôi không kì. Mày quy lên cảnh. Ngon. Đó nhiều anh em ơi, vừa lúc đã chuỗi thắng rồi nó còn ra đồ đẹp. Rất khó chịu. 25 chắc ulti được. Đáng không biết. À, 1 2 3 4 lên luôn. Là mình sẽ bỏ con này đi. Rom phát lực Alice. Không có Noman nào chứ lại không cần chơi Noman đâu. Giữ Alice lại đi. Tiếp tục đánh rồi, giữ chuỗi thắng rồi đã. Thì đã tướng mình bán hết đi cũng được. Bắt đầu tầm này Dashi bắt đầu hơi hơi yếu anh em ơi. Cảm giác là ulti nó không được. Chẳng nhiều bạn nữa. Tầm triệu nó không phải quá to không? Ui, không chết con kia được. Ơ, giờ anh em mất cái chuỗi thắng của mình rồi. Tầm này cũng mất là vừa. Nhưng mà trận này thì bù lại tướng mình khá là đánh phát được Giang Sơn đấy. Đánh nãy giờ mà Ám Hoàng con Noman nhỉ. Amili Yon bán thần. Thần cho bán thần vào đi đã. Cho lò đi đã. Bốn đấu sĩ được này. Đấu sĩ bán đi. Đây, mua nhầm. Sao? Lo xin đôi quả đẹp quá nhỉ. Này như có liềm sao nhỉ. Tiếc quá, ra floor sớm hơn mình giữ được chuỗi thắng này. Floor hơi chậm một tí. Đau hai. Chơi là Nakot à, một Nakot 12-12 em ơi, vẫn còn nhiều lắm. Hãy chơi chưa? Thương có ngọc đại nguyên tố hay là trợ thủ chưa biết. Tùy. Hai này cũng ngang nhau. Lâu thì đẹp quá nhỉ. Ai ở đâu? Đây ulti phát em. Eyes like an angel. Vẫn lên grab sớm thôi em, chưa biết đánh gì mà. Chờ thành ra gì. Bán thần thì cũng chắc có để bán thần một thôi, cùng lắm được con lọc 2 thôi. Nhỉ. Thế giờ bán thần 2 con tu đài này hơi sớm. Chưa biết phải chơi bán thần không. Ngon. Lau đi. Nguyên tố đủ bộ rồi nè. 2, 3. Chưa nguyên tố tạm đi đã. Bách thánh này cho Azenka đi. Đọc đại cho Azenka nốt đi. Nó rồng vào. Chưa muốn lắm anh em một chút nữa nhé. Chút nữa cho rồng vào nhé. Con này đi đỡ nhầm.
Ui, góc này Azenka công ty hơi xấu này. Đau công ty của nó đẹp đấy. Hai đóng băng này khá đẹp. Công ty còn nữa. Chết. Hay quá anh em ơi, nhưng mà vẫn thua. Đây rồi. Trường là cót nhỉ? Khả năng cao đánh trợ nguyên tố rồi, không đánh trợ thủ nhé. Cao là vậy rồi. Rồng thì mình vẫn muốn chờ thêm một chút nữa anh em. Đánh ca sang đây được đấy. Góc này cũng tị cũng đẹp. Thì hơi lệch một tí mà chết con này đánh thường phát trên kia đánh thường nữa. Ok anh em, Caffini được này, cho Caffini vào thay cũng được. Nó bắt đáy bên kia anh em ơi. The fragrance of romance is truly intoxicating. Eyes like an angel, his heart is cold. Vẫn đang thiếu một cái gì nhỉ? Vẫn đang thiếu một đồ cho con rồng của con Nắc gì đó mà Nắc vẫn đang thiếu một ngọc đại. Cần thêm một ngọc đại nữa anh em ơi. Ngọc đại nữa là ngọt hạt. Bản thân thì chưa có truy hồn lắm nhỉ. Chưa có truy hồn nhưng mà Nắc ba đồ này cũng ok này. Về thiếu một ngọc đại thôi. Ui, Caffini xấy quả hai xấu thế. Arduino tuy đẹp. Ok, anh em ơi, Caffini đầu đánh được cũng giúp mình một tí. Chưa thấy tướng anh em. What is my target? 9 con Nắc. Đã mà chơi thôi. Đã mà đi tìm Nắc phát rồi. Justice reigns supreme. Alas, I'm not going to hurt you much. Knights, to me. Em cũng được thôi nhưng mà cũng không thích lắm. Chờ một con gì đó hơn. Thương bắt đáy rồi này. Thương bắt đáy này.
Ui các anh đi ơi bạn ơi, sớm sống dậy bạn ơi. Ui thêm bổ ở đâu thế? Thêm bổ quá tí thật anh em ơi, dù chả có đồ gì mấy đâu. Chọn cái đồ pha kè à? Sách thánh, có chạy đánh sách thánh thì chắc khả năng đánh một con thêm một con cát à? Cái này nhỉ? Bị đa, men 2 ta có đây rồi này. Tạm thử con Omen này đi thôi. Cà phê đi rồi đi. Mình sẽ cho sách thần cho Narcos này. Thêm cầm đồ lấy thương cho con G Azenka đi. Và một cái liềm này thì cho con Narcos này cho mình dùng. Hai con đắp 4 con rồng hơi lên thôi anh em ơi. Cậu tiên một phát này, hơi thiếu đam một chút. Thiếu đam một chút. Xem cao tiêu phát đẹp này. Không choáng được nhưng mà cũng tạm thời đi. Ui, mình còn đấy mà chết hết được, ngon. Chiêu chiêu lên thôi, mình thêm một tướng, mình thêm một thêm thôi. Nguyên tố với cả ấy thì đang cân nhắc. Cân nhắc bán thần nên cho vào không. Tại ra đánh nguyên tố này cũng đang khá là ok. Tái nhiều sát thủ thế. Nhà mỗi một thương giữa thôi em ơi, nên là mình cứ chơi cái này được. Để giữa được. Có. Hay có thêm một Azenka ấy. Được là có đấy. Pro xin đôi, hơi sợ. Là có ulti đẹp này. Ok. Chưa mua con gì vội. Azenka cũng thích lên 2 đâu anh em ơi, tốn tiền lắm. Lúc tí nữa mình chuyển sang bán thần bán thì ôi eo cân con Narcos mình rồi anh em. Ulti chết rồi, ulti voi mà đổ ulti hơi lâu anh em ơi. Rồi hơi dở rồi. Dìu này đánh rồi, đánh thường phát thiếu đam, đúng chút đam của truy hồn. Con truy hồn của đấy con teo là chết lâu rồi. Omen nhiều đam à. Narcos của đấy thì không ulti được hơi đen. Nhưng sao trận này mình lên 9 sớm. 5 con nắc 6 con rồng. Bắt đầu đã roll lại một tí này anh em ơi. Luôn đi. Có hai này rồi thì mình sẽ để cái này nhé. Sẽ đây. Cái này hơn. Grab này bán đi một con được, không cần. Lục 2.
Khá tín anh em ơi, khá là tín nó. Thổi được con cát này. Hai con Nakot này thì nó lại chui góc này nên là mình cũng hơi chui hướng ngược của mình. Nhưng mà thôi mình sẽ thổ bạn con cát này trước này. Máy sẽ gặp phải bạn con cát trước. Xong rồi pha xong mình sẽ xoay sang bên kia nhé, bởi vì bên kia nó sẽ có hai con Nakot ở bên đấy. Nên mình phải dí hai con đấy nữa anh em. Bán thần thì theo bây giờ bán thần được ấy. Ilu bán thần được. Nhưng mà thiếu một cái tí mana cho con rồng. Rồng cầm xích thắng nhỉ. Đối thủ với truy hồn nhỉ. Thêm đối thủ nhé, mình hơi ít đối thủ. Giáp hồng mệnh. Giáp hồng mệnh cho con cát. Được tí nữa cho con cát này. Liềm nhỉ. Thêm cái đồ này sẽ cho con thêm. Cái này cho con Nakot đi. Đi về này. Bán con lao đi được. Bán một con tu len thì hơi tiếc. Thôi về chuyển sang góc này nhé. Góc này sẽ nhiều con Nakot chui xuống hơn. Ơ kìa. Sao góc này vẫn nhiều Nakot chui xuống hơn em. Góc này sẽ vẫn đẹp. Này dày ơi các bạn ơi. Giống thổi được cái thiếu đam rồi anh em ơi. Giống thổi được hơi thiếu đam một chút. Má rồng mình rồng kia thổi tốt thế. Đen thế nhỉ. Gặp những chàng Lily cứ đen đuổi thôi. Mà nhà này không có Lily, mình bị hôn ở nhà phụ. Ai cày thế nhỉ. Mới là game ơi. Ai đó cốt lại game này đi bạn ơi. Rồi mình gặp nhà ấy đúng không? Nhà nào đó. Nhà này rồi này. Thổi góc này thì mình thích thổi bên kia. Thổi bên con khác. Liềm này cho con thêm đi. Thêm cầm tí đồ tanh. Góc con cát ngon hơn. Sạch thắng. Liềm. Bắt được con rồng này, thổi xấu này. Góc này khá đẹp này. Đi lưu đi được một phát nhưng mà khá là xấu này. Rồng mình chắc sống đến sáng mai thôi. Thêm 4 phát nữa. Ok. Truy hồn này. Đánh thưởng nó chết này. Một phát này đi luôn này. Chảy thế bạn hồ ly này. Đem đuổi vào lấy. Hai thương con rồng mình không có không thổi được là nó vớ vẩn ngay lắm mà. Rồng mình quan trọng đấy. Ico một chút không sợ đâu. 40 máu khá nhiều. Nakot bên này rồng bên kia. Ê bạn này để rồng đây là bị bế đấy. Để rồng đấy mình bế cho phát đấy. Được đâu báo cáo ạ. À, bạn này đuổi con cát sang bên này à? Chạy góc rồi. Sao cũng thổi được con cát này. Cát vẫn chết thôi. Ai à, vẫn sống một giây cuối kìa. Chém thường phát trên nào có. Chơi bán thần không nhỉ? Chuyện các bạn đấy có đồ gì? Trợ thủ à? Trợ thủ chơi bán thần được nhá. Nhưng mà con rồng 2 của mình thế phải cầm sách thánh à? Tiếng tí mana nhé anh em nhé. Một chút mana. Sẽ phi ra là... Eyes like an angel, his heart is cold. Không cần mua đâu, lấy rồng 2 rồi được. Hai đã tín lắm. Yeah.
Ai có tăng sát tướng thì mình sẽ cho vào luôn, cho bán thần hoặc cho gì đó vào luôn. Nguyên tố. Cho này thì thích bán thần hơn em. Có Inu vẫn cho vào. Đồ hơi xấu. Bắt đầu mua bán thần về nhé. Nào, bên em cho ai tự ly nên thì ly gì đây nữa nhé. Khá tín anh em ơi, vẫn khá khỏe. Lily 2 luôn à? Lily 2 luôn con thuê một con kia. Không cần Lily 2 luôn đâu em ơi, chúng ta cần một con cát thôi. Lily 2. Lukaku. À, thêm Ngọc Đại nữa trong rồng được này. Ơi, cái đồ này thôi được rồi này. Không cần. Cái đồ này lấy một con choi vào một cái gì đó. Cái này đi. Cái này chỉ cho con voi được anh em ơi, voi. Không. Cho con voi đứng đứng thấp xuống là con rồng vẫn thổi được luôn. Ra đây. Ơi chưa sao bán Lily nhỉ? Nhầm ấy. Không sao, bán Lily cũng được. Voi đâu? Đó đứng thấp một ô là được. Sách thánh này sẽ cho von cát này. Cát này thay con này vào này. Và cái này thương này cho con tu len. Thương này con tu len. Ok anh em này. Cái này đi. Tiếp tục roll. Ôi von cát này chết nhanh thế. Von cát chết hơi nhanh anh em này. Chưa thua đâu nhưng mà chết hơi nhanh. Kiếm con thêm 2 đã. Con von cát 2 được nữa thì tốt. Còn Ilu 2 nữa, quan trọng Ilu 2. Con cát sẽ cần thêm liềm này. Liềm con cát cho con này. Các phụ mệnh con cát cho con này này. Đấy, này cho con Narcot này. Narcot 1, 2. Với cả ba đồ này. Được. Thế nhỉ. Vai cả đá 29 máu luôn á. Má cánh thế mình nó tịch. Eo ơi, của đấy tiếc thế. Mình đang von cát mình bao nhiêu cái mình không kịp thay vào thêm hai ui đen ấy ấy ilu đang ilu một này thêm hai của đấy quả đấy thay con cát vào đã mất hết thời gian rồi mình không kịp roll thêm không gì nữa ấy một chút đen đuổi nhá nhà mình bán thần ăn được trà trận thủ mà quả đấy con cát mình chưa đổ mình chưa kịp thay đổi con cát luôn giáp của mệnh liềm đoạt mệnh các thứ tiếc thế chậm quá thao tác chậm quá vậy thôi em ơi video đến đây kết thúc rồi cái clip trên thì like subscribe và hẹn gặp lại em trong clip lần sau nhé em mệt thôi.